Vâng, xin kính chào và cảm ơn cô chú chị, cảm ơn các bạn. Chúng ta đang dành thời gian theo dõi video này. Đây là con đường gấp phối dẫn vào thửa đất của chúng ta ngày hôm nay nha mọi người. Và cái đường này thì đất của chúng ta bám rất là nhiều, bám khoảng 500 mét mặt tiền đường đất này. Đường này là đường đi chung của làng, của xóm. Và đây là đường giáp ở phía dưới hồ nha mọi người. Chúng ta còn một cái đường chính ở phía trên đỉnh nữa. Và cả hai đường này xe du lịch gầm cao gầm thấp chúng ta đều có thể đi ra vào thoải mái. Thửa đất của chúng ta vuông vắn, đất đẹp. Bởi vậy mặt tiền đường đất của chúng ta rất là dài nha mọi người. Và tính tổng đường đất của chúng ta thì rơi vào khoảng là gần 800 mét mặt tiền đường đất nha mọi người. Thì mảnh vườn của mình giới thiệu ở đây nằm tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Khoảng cách từ đây cô chú chị và các bạn chúng ta đi xa tới đường bê tông thì chúng ta mất khoảng là 800 mét. Còn khoảng cách từ đây cô chú chị và các bạn chúng ta đi về trung tâm của thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông thì chúng ta mất đúng 5,6 cây số nha mọi người. Đường thì xe du lịch gầm cao gầm thấp chúng ta đều có thể vào tới tận vườn. Mảnh vườn của chúng ta có tổng diện tích đất đang sử dụng thực tế là 6,5 hecta. Đường đi nối lại dẫn vào mảnh vườn này rất là thuận lợi, cả đường trên và đường dưới nha mọi người. Đây là đường ở phía trên đỉnh của chúng ta, và đường ở phía trên này thì tương đối bằng. Đi đường phía trên để đi ra tới trung tâm thì chúng ta xa hơn, rơi vào khoảng là 8 cây. Còn đi đường phía dưới chúng ta đi ra từ trung tâm thì sẽ là 5,6 cây số nha mọi người. Nước thì chúng ta bao la, chúng ta có hồ tưới riêng ở phía dưới. Hồ thì mình đã gửi tới cô chú chị và các bạn ở phần đầu video. Còn phía trên này bác chủ nhà chủ động, tức là múc thêm một cái hồ nhân tạo nữa ở phía trên để tiện tưới tắm nha mọi người. Mảnh vườn của chúng ta thì có thế đất thoải nhẹ từ trên xuống dưới, đất rất là đẹp. Hiện tại thì trên mảnh vườn bác chủ nhà đây đã phủ kín cây trồng, mà chủ lực ở đây chính là cà phê nha mọi người. Và tổng cà phê của chúng ta rơi vào khoảng gần 5.000 cây cà phê đang cho thu hoạch chính hết. Phần đất ở phía trên giáp với đường đi ở trên đỉnh thì chúng ta, bác chủ nhà hiện tại đang trồng mắc-ca nha mọi người. Và tổng của mắc-ca của chúng ta rơi vào khoảng là 300 cây, 300 cây này bước vào năm thứ 2. Ngoài ra thì bác chủ nhà cũng trồng sầu riêng vào mảnh vườn, tuy nhiên số lượng sầu riêng không đáng kể. Hồ thì chúng ta có hai hồ, hồ ở phía dưới, đường đi dưới rơi vào khoảng là 5 sào. Hồ này là hồ chung của chúng ta với lại của bác hàng xóm. Còn ở phía trên bác chủ nhà cũng chủ động có một cái hồ. Đây toàn bộ là cà phê của chúng ta. Và như cô chú chị và các bạn chúng ta thấy được rồi, cà phê rất là đẹp. Với tổng cộng gần 5.000 cây cà phê đang cho thu hoạch chính. Tới đây thì mình cũng xin được báo giá luôn để cô chú, anh chị hay bạn nào, những người có tầm tài chính phù hợp, chúng ta sẽ theo dõi tiếp và ủng hộ video này. Vâng, thưa cô chú, anh chị và các bạn, với mảnh vườn rộng 6,5 hecta trên đất, bác chủ nhà đã phủ kín cà phê với tổng cộng gần 5.000 cây cà phê, tọa lạc tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Khoảng cách từ đây đi ra tới trung tâm trường chợ Ủy ban Nhân dân huyện, tức là trung tâm huyện thị trấn Đức An ấy, thì chúng ta mất đúng 5,6 cây số. Còn khoảng cách từ đây cô chú chị và các bạn chúng ta đi ra tới đường bê tông, đường đi chung của làng của xóm đấy, thì chúng ta mất khoảng là 800 mét. Mảnh vườn của chúng ta bám hai mặt đường, đường trên và đường dưới, và tổng của hai mặt đường rơi vào khoảng 800 mét. Hiện tại về pháp lý mảnh vườn này chưa có sổ, và cũng chính vì chưa có sổ cho nên bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán cực kỳ rẻ, 6,5 hecta đang cho thu hoạch chính cà phê, mà bác chủ nhà đây chỉ đưa ra mức giá bán là 2 tỷ 600 triệu có bớt lọc lá. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này, vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Thông qua số điện thoại này thì mình sẽ gửi tới cô chú chị và các bạn những thông tin cần thiết nữa về thửa đất. Mảnh vườn này sẽ hợp hơn đối với những cô chú chị và các bạn chúng ta mua làm kinh tế, bởi vì với mảnh vườn này thực sự 5.000 cà phê đang cho thu hoạch chính sẽ cho chúng ta một cái nguồn thu cực kỳ lớn, mà cô chú chị và các bạn chúng ta chỉ việc bỏ ra 2 tỷ 6 để mua mảnh vườn này. Quan trọng hơn đó là mảnh vườn này nếu như cô chú chị và các bạn chúng ta muốn đo đạc trích nục thì bác chủ nhà cũng sẵn sàng đo cho chúng ta, rồi chúng ta chờ làm sổ nha mọi người. Bởi vì mảnh vườn này đã được giao về cho địa phương quản lý rồi. Bây giờ cô chú anh chị và các bạn chúng ta muốn đo đạc trích nục thì bác chủ nhà sẽ đo đạc cho chúng ta. Bác chủ nhà đây thì đang vô cùng cần tiền để giải quyết công việc, thế nên ý, bác mới đưa ra mức giá rẻ hơn thị trường để cô chú anh chị và các bạn chúng ta mua nhanh bán nhanh nha mọi người. Cà phê thì hiện tại bác chủ nhà đang làm công đoạn tỉa cành và tưới nước. Bây giờ cô chú chị và các bạn chúng ta vào, chúng ta cứ việc chăm sóc cà phê, rồi cuối năm nay cô chú chị và các bạn chúng ta sẽ thu hoạch nha mọi người. Thửa đất của chúng ta lài nhẹ, có chỗ bằng, có chỗ lài, rất là đẹp.
toàn bộ cà phê của chúng ta đều đang cho thu hoạch chín hết. Một mảnh vườn cà phê mỹ mãn luôn. Với mảnh vườn này, khi cô chú anh chị và các bạn chúng ta sở hữu, thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta hoàn toàn có thể trồng xen những loại cây khác vào trên mảnh vườn, bởi vì khoảng cách giữa cà phê với nhau khá là rộng. Do đó cô chú anh chị và các bạn chúng ta hoàn toàn có thể nâng cao năng suất kinh tế trên diện tích đất này bằng cách trồng thêm những cái loại cây khác vào nha mọi người. Còn thế đất cô chú anh chị và các bạn chúng ta không chê ở điểm nào nha mọi người. Thế đất cực kỳ đẹp. Chất đất hoàn toàn là đất đỏ Ba Gian. Chất đất này thì rất là màu mỡ và tươi xốp, phù hợp với lại tất cả các loại cây trồng. Tổng diện tích của chúng ta là 6,5 hecta. Cà phê đang cho thu hoạch chính của chúng ta là gần 5.000 cây. Một mảnh vườn quá đẹp về cà phê. Đất thì đã được giao về cho địa phương quản lý. Bây giờ cô chú chị và các bạn chúng ta mua thì bác chủ nhà sẽ đo đạc trích lục cho chúng ta nhé mọi người. Mặc dù là đất chưa có sổ, thế nhưng mảnh vườn này lại nằm rất là gần với lại khu vực dân cư sinh sống nhé mọi người. Nằm cách đường bê tông chỉ 800m. Và từ đây chúng ta đi ra tới đường vành đai của huyện, đường nhựa ấy, thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất khoảng 3 cây số. Còn đi về trung tâm của thị trấn Đức An thì chúng ta chỉ mất 5,6 cây số thôi. Tức là gần với lại trung tâm trường chợ, gần với lại đường quốc lộ 14A. Một trong những mảnh vườn rất là đẹp để cô chú chị và các bạn chúng ta đầu tư làm nông nghiệp. Cà phê của mảnh vườn này đều như thế này hết nha mọi người. Năm nay thì cô chú chị và các bạn chúng ta yên tâm, bởi vì năm nay bác chủ nhà ép được và làm cành sớm. Thế nên ý, cái lượng bông năm nay khá là nhiều nha mọi người. Báo hiệu cho cô chú chị và các bạn chúng ta một mùa vàng bội thu với 2 tỷ 6 tổng cộng nguyên nô. Cô chú chị và các bạn chúng ta mua, chúng ta đầu tư làm kinh tế nông nghiệp thì chắc chắn 1-2 năm tới cô chú chị và các bạn chúng ta sẽ nời không miếng đất này nha mọi người. Tới đây thì mình xin nhắc lại thông tin của tờ đất một lần nữa để cô chú chị và các bạn chúng ta nắm được hết. Tổng diện tích của chúng ta là 6,5 hecta. Đất của chúng ta đã được giao về cho địa phương quản lý. Cô chú chị và các bạn chúng ta mua mà muốn làm trích lục thì bác chủ nhà sẽ đi làm trích lục cho chúng ta. Mảnh vườn của chúng ta tọa lạc tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Khoảng cách từ đây cô chú chị và các bạn chúng ta đi xa tới đường bê tông thì chúng ta mất đúng 800m. Khoảng cách từ đây cô chú chị và các bạn chúng ta đi ra tới đường vành đai của huyện thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất đúng 3 cây số. Còn từ đây đi ra tới trung tâm của thị trấn Đức An, ủy ban nhân dân huyện thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất đúng 5,6 cây số. Đường thì xe du lịch gầm cao gầm thấp, cô chú chị và các bạn chúng ta vào thoải mái kể cả mùa mưa hay mùa nắng. Mảnh vườn của chúng ta có tổng diện tích là 6,5 hecta, bám hai mặt tiền đường, đường dưới và đường trên. Cả hai đường này thì rơi vào khoảng là 800m nha mọi người. Mảnh vườn của chúng ta thì bác chủ nhà đã phủ kín bằng cà phê, rơi vào khoảng là gần 5.000 cây cà phê đang cho thu hoạch chính hết. Xem vào đó là 300 cây maca và khoảng 200 cây sầu riêng. Mảnh vườn của chúng ta có thế đất là nhẹ từ trên xuống dưới, một cái thế đất cực kỳ thích hợp để cô chú chị và các bạn chúng ta làm nông nghiệp. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 2 tỷ 600 triệu, có thương lượng. Cô chú chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Trên đây là toàn bộ thông tin về thửa đất mà mình muốn giới thiệu tới cô chú chị và các bạn chúng ta tham khảo ở trong video. Cảm ơn cô chú chị, cảm ơn các bạn chúng ta đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị cùng toàn thể các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.